Mến chào cô chú và các bạn. Ai nấy đều đi làm từ thứ hai tới thứ sáu. Mỗi ngày nấu những món ăn đơn giản, nhanh gọn và lẹ, vì còn phải sắp xếp mọi chuyện cho xong để rồi ngủ sớm ngày mai đi làm. Nhưng cuối tuần thì dĩ nhiên mình sẽ nấu những món ăn đặc biệt để rồi gia đình đoàn tụ ngồi ăn với nhau vui vẻ. Để chia sẻ những món ăn cuối tuần là một món ăn lẩu chua, một loại cá mà ông xã đã được người bạn đem qua nhà mới câu về. Hai con cá này rất là ngon, tươi lắm. Con cá thứ nhất gọi là cá giám hòa, cá thứ hai là cá chim lớn. Cá chim lớn này đó mình có thể ăn sushi sống nè, hay là mình nấu thêm một món đó là cháo cá thì là. Để rồi mình chia sẻ món này sau. Nhưng đặc biệt hôm nay mình sẽ nấu một món lẩu chua cá, đó là cá nhám hoa. Cá này á, mình nhìn á, mình không có thích đâu, nhưng phải nói là ông xã đã làm sạch sẽ hết rồi, mình chỉ có việc là nấu mà thôi. Mình có thể nấu một nồi cá chua hay là lẩu chua thì tùy theo gia đình, nhưng đặc biệt hôm nay đó mình hãy nấu một nồi lẩu chua nha. Ăn như vậy đó thì mọi người sẽ trò chuyện vui vẻ lắm. Để nấu một món lẩu chua này đó thì cũng không khó. Mình chỉ cần những nguyên liệu đơn giản lắm, như là giá nè, me chua, rồi măng chua, khóm, cà, rau ôm, đậu bắp và bạc hà. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Nói đến món này đó thì mình ăn với cơm hoặc là ăn với bún. Thì trước nhất đó mình phải luộc bún nha. Mình đã chia sẻ cách luộc bún như thế nào, để rồi cho bún để các tuần lễ cũng không bị thiêu. Bún nào cũng ngon hết. Đặc biệt thì nhà mình hay dùng loại hiệu này, bởi vì loại bún này mình có thể lựa chọn bún nhỏ hoặc bún lớn. Mình có thể ăn những món như là bún bò xào nè, hay là bún bò quế, hay là bún chả giò. Để luộc bún đó thì trước nhất đó, cô chú phải rửa sơ cái cọng bún đi đã. Trong thời gian mình rửa để cho bún nằm một bên thì mình sẽ bắt cái nồi cho nước thật là sôi nha, rồi mình mới bỏ bún vào. Khi bỏ bún vào rồi thì bắt đầu mình phải để cho bún nấu lên 5 phút. Rồi sau đó đó mình thấy cọng bún được rồi, mình tắt lửa để thêm 5 phút nữa để cho bún được nở trong một cái hơi nóng mà mình đã luộc rồi. Như vậy thì bún đã nở tươi, mình sẽ đem ra mình rửa, rửa đi rửa lại rất là nhiều lần cho tới khi nào mình thấy cái tay của mình đó không còn những cái lợn cợn nè, rất là sạch. Và mình cũng có thể nhìn ở dưới cái nước không có thấy một cái gì hết, bởi vì bún mà mình rửa không sạch đó thì mình để nó sẽ bị thiêu. Còn mình rửa thật là sạch nè, mình có làm như thế nào chăng nữa bún cũng không có bị đứt, bởi vì đây là cách thức luộc bún rất là ngon. Rồi, bún thì mình đã luộc xong rồi, để qua một bên. Còn bạc hà đó, nói như thế này, khi mà mình đi chợ á, nếu như mình có thể mua được cái bạc hà, cái cọng nó nhỏ thì sẽ giòn và ngon hơn. Nhưng vì ông xã mình đi làm, nói đi chợ luôn, cho nên thấy sao thì mua vậy. Hỡi nói mua bạc hà thì chỉ biết mua bạc hà, nói rau ôm thì mua rau ôm. Chứ còn nếu mà lựa cho nó ngon á, thì ông xã mình không biết đâu. Nói nhiều quá đó hả, là ổng quên. Cho nên thôi, mình cứ nói là mua cái này, mua cái này. Nhưng để ổng mua về cho mình là được rồi. Sau khi mình đã lột bạc hà cho thật là sạch á, rồi mình cắt, bỏ vào cái thau ngâm một chút xíu nước lạnh, rồi mình sẽ sắt. Nếu mà cọng lớn quá đó thì mình cắt làm hai, rồi cắt lại. Nhưng cắt mỏng hay cắt dày thì tùy theo gia đình. Riêng cá nhân của mình đó thì cắt vừa vừa là được rồi. Cọng nào nhỏ thì mình cắt to hơn một chút, cọng lớn thì mình cắt nhỏ lại một chút. Nhưng vậy thì hai cái đó sẽ đều với nhau. Rồi, còn đậu bắp đó thì thường á, nếu như mình không kiếm được một loại đậu bắp mà non nhỏ thì cô chú và các bạn hãy vào cái tủ đá, người ta đã có đậu bắp nhỏ luộc rồi, ngon lắm, giòn. Còn bây giờ nói về khóm á, thì lúc nào mình cũng mua khóm tươi, khóm chín, rồi mình gọt vỏ, mình sắt.
Trung bình đó, nấu cái nồi lẩu ngày hôm nay đó thì mình chỉ dùng nửa trái, còn nửa trái kia bỏ vào tủ đá khi cần thì lấy ra. Còn nói về măng chua thì tùy theo cô chú và các bạn có thích hay không, loại măng này phải nói rất là ngon, rửa cho thật là sạch nha. Rồi, bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng để qua một bên. Bây giờ nói về cá nhám hoa đó thì thật sự ra mình chưa bao giờ ăn qua, nhưng ông xã nói á, cá này mà khi câu về đó là phải ăn liền, chứ nếu như mình bỏ vào tủ đá rồi không còn ngon nữa. Như vậy là mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi. Như là cô chú đã thấy mình sắp xếp mọi thứ đâu vào đó. Như là giá nè, mình đã rửa sạch. Còn như là bạc hà, đậu bắp, cà chua, khóm thì đâu cũng đã xong hết rồi. Chỉ còn là mình sẽ bắt một nồi nước nấu lên, một nồi nước súp cho thật là ngon. Rồi sau đó mình mới bỏ những thứ như là cá vào. Sau khi cá đã được chín rồi đó, mình mới lấy cá ra cho những món khác vào, như là măng á. Thì tùy theo cô chú có thích hay là không. Riêng cá nhân của mình đó, mỗi khi mà mình nấu món lẩu cá đó thì lúc nào mình cũng thích có măng hết, ngon lắm. Khốm hả, thì phải là khốm chín. Nếu như không có khốm đó thì cô chú mua khốm hộp cũng được, nhưng nhớ đừng có bỏ cái nước khốm nha, cho vào nồi nấu luôn. Còn rau ôm thì dĩ nhiên rồi, nếu có rau ôm á, thì ngon, không có mình dùng ngò hoặc là mình dùng ngò gai, tỏi, nước mắm. Gia vị thì rất là đơn giản, bột nêm, đường phèn. Còn nói về là một dĩa nước mắm cho ướp vào, khi cá chín rồi để ra dĩa ăn rất là ngon. Còn nói về me chua đó thì phải nói có rất là nhiều loại, nhưng riêng cá nhân của mình đó thì mình dùng cái loại này. Cô chú và các bạn biết không, khi mà mình nấu cái nồi lẩu chua hay là nồi canh chua, quan trọng nhất là cái me. Nếu như mình bỏ nhiều quá thì nó sẽ nồng, ăn nó chua lắm. Nhưng cái loại này đó mình dùng có cái mùi vị rất là thơm và ngon, không có bị chua quá nhiều. Cho nên với nguyên liệu ngày hôm nay, mình sẽ dùng là 4 lít nước, cho vào là 1 tablespoon bột nêm, 1 table đường phèn, 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng tỏi. Như vậy thì rất là đơn giản. Để rồi mình sẽ biên ở dưới phần mô tả để cho cô chú và các bạn có nấu đó thì dễ nấu hơn. Sẵn đây thì mình sẽ nói về tỏi. Hôm trước có một em hỏi là cô ơi, nghe cô nói tỏi ngâm với dầu thì làm như thế nào? Đơn giản lắm, mình mua tỏi về đó nhiều quá mà, mình xay ra bỏ vô cái hũ, đổ dầu qua khỏi tỏi, để vào tủ lạnh 2 tháng, 3 tháng cũng không có hư. Khi cần mình chỉ lấy ra là có ăn rồi. Hôm nay mình sẽ nấu một cái nồi lẩu là 4 lít nước, cho vào một cái nồi là 2 muỗng canh tỏi. Mình xào lên sơ sơ cho nó thơm. Sau đó mình sẽ lấy ra phân nửa, còn phân nửa để trong nồi xào với khóm. Như vậy là bắt đầu mình sẽ nấu nồi nước súp nha. Mình xào khóm với tỏi cho nó có thơm một chút cái đã. Sau đó rồi mình sẽ chế nước sôi vào. Vào đây á, tổng cộng là 4 lít nước sôi. Để khi mình nấu nước khóm đó thì có thể sẽ không còn là 4 lít nữa, vì thời gian mình nấu nước khóm đó là khoảng nửa tiếng là xong rồi. Nấu lẩu ra nước khóm thì phải nói là một cái mùi thơm rất là dễ chịu. Nghe cái mùi đó rồi hả, là không thể nào không ăn. Sau khi khóm đã xong rồi thì mình sẽ cho gia vị vào luôn. Như vậy là một cái nồi nước súp cũng đã sẵn sàng rồi. Khi mà mình nêm gia vị đó thì cô chú và các bạn hãy nhớ nêm lại, mỗi người ăn khác nhau. Nếu chua quá thì cho thêm đường, ngọt quá thì mình cho thêm miếng muối hoặc là nước mắm. Để nấu một món lẩu chua đó thì lúc nào cũng phải có nhiều đường hơn. Tại sao? Bởi vì me sẽ có một cái mùi rất là đậm, mà mình cho đường vào đó nó sẽ dịu lại và rất là ngon luôn, không có ngọt đâu, bởi vì khốm cũng đã chua rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng tablespoon nước mắm ngon.
Hiệu nào cũng được. Sẵn đó rồi, mình làm luôn hai dĩa nước mắm. Để rồi có gì ăn, mình cho cá vào. Bây giờ mình sẽ bỏ cái gia vị chua vào. Mình bỏ từ từ thôi nha. Trước nhất mình bỏ vô một muỗng đi. Rồi mình đem lại coi có đủ chua hay là thiếu thì mình cho thêm. Với nguyên liệu ngày hôm nay đó, thì mình dùng luôn một gói là khoảng đâu là 4 ao. Cũng không có nhiều lắm đâu, vì mình đã nấu qua rất là nhiều lần rồi. Như vậy là cái nồi chua của mình cũng hơi được rồi. Mình sẽ cho vào đây là 2 tablespoon đường. Quậy lên, loại đường mà mình thường nấu ăn đã chia sẻ cùng với cô chú và các bạn. Hãy mua một loại đường, người ta để cái chữ là baking sugar. Loại đó không có ngọt, ăn rất là ngon và thơm. Rồi khi nước đã sôi trở lại đó, thì cô chú và các bạn hãy cho cá vào. Để rồi cho các em nấu món ăn này thì cũng không có khó. Khi cá đã bỏ vào rồi đó, thì mình chỉ nấu đâu khoảng là 5 phút là được rồi. Khi cá đã được rồi đó, thì mình sẽ vớt cá ra nha, cho vào một cái lẩu. Còn nếu như mình không ăn lẩu đó, thì mình cho tất cả vào trong cái nồi. Như vậy thì mình sẽ múc ra tô ăn. Như đặc biệt hôm nay là mình sẽ ăn bằng cái lẩu. Bởi vì đậu bắp á, thì nó cứng hơn cho nên mình bỏ ít vào để cho nó mềm. Rồi mình cũng bỏ măng vào luôn. Mỗi thứ chỉ bỏ ít thôi. Và bây giờ mình sẽ lấy cá ra nè. Trong cái nồi lẩu á, ở dưới thì có giá, rồi măng chua, khóm, cà, rồi vớt mấy miếng cá để ra. Như vậy thì mình sẽ bỏ nào là rau ôm nè, rồi tỏi phi. Nhưng đặc biệt hôm nay đó, mình không có bỏ ớt vào trong này. Bởi vì khi mình bỏ ớt vào trong cái nồi lẩu nấu á, nó sẽ bay đi cái mùi thơm của ngò ôm. Không tin hả, bữa nào cô chú làm thử đi. Tuy nhiên có ớt là nó ngon rồi, nhưng cái ớt nó sẽ làm bay đi. Vì vậy cho nên mình lúc nào cũng để dĩa nước mắm ớt ở ngoài. Như vậy là một món lẩu cá giấm hoa cũng đã nấu xong rồi nè. Để thêm một dĩa cà chua, đậu bắp, giá, rồi nhiều món khác như là bún, nước mắm. Nếu như món ăn này mà có ngon đó, thì cô chú hãy góp ý kiến coi mình có thiếu cái gì hay không. Bởi vì mỗi người nấu đều khác, không giống nhau. Nhưng góp ý kiến lúc nào thì cũng phải học. Hôm nay mình nấu món này để rồi cho cô chú và các bạn có thể đi mua những loại cá khác về nấu cũng được, như là cá bông lau. Như vậy thì là đã có một món ăn ngon cho cuối tuần rồi. Mình có thể ăn với bún nè, hoặc là ăn với cơm. Còn không thì cứ ăn với súp cũng ngon lắm. Một con cá khoảng đâu là 2-3 pound, như vậy là đủ rồi. Để chia sẻ thêm một loại bột nêm, đó là bột nêm gà của người Hàn Quốc. Loại này nếu cô chú và các bạn mua đó về nấu những món ăn, súp hay bất cứ một gia vị gì, cái mùi của nó rất là thơm, nhẹ nhàng, không có đậm đà lắm khi mình ăn. Thì cái nồi nước súp rất là chồng, nhất là mình nấu phở gà. Một món ăn đơn giản chia sẻ cùng với cô chú và các bạn. Video đến đây cũng đã dài rồi. Mến chúc cô chú và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Nếu như mình có thể cho nhau những lời ấm áp, đó là điều vui. Nếu như cô chú và các bạn nào vô tình xem được cái video của mình, xin cho mình một cái subscribe, like và share. Và đừng quên viết cho mình vài hàng comment để mỗi buổi sáng thức dậy đọc rồi hồi âm. Cảm ơn cô chú và các bạn rất nhiều đã ủng hộ mình những ngày qua. Xin hẹn lại video kỳ sau.